Xin chào các anh em nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi làm. Và công việc của mình hôm nay đó là dọn vệ sinh, vét bùn cái khu này. Đây các bạn có thể thấy là chỗ này là một chỗ mà nước thải nó dồn vào đây khá là nhiều bùn, nên là mình phải có trách nhiệm là dọn chỗ bùn này đi để san lấp cát cũng như là san gạt mặt bằng cho nó phù hợp với lại địa hình cái khu chuẩn bị được xây dựng này các bạn nhá. Đấy thì mình sẽ phải gạt được những cái vật thể ở trên cái bãi này ra, và chút nữa thì mình sẽ san tản những cái đống đất ở bên cao cao trên đằng sau kìa để lấp vào những cái chỗ như này. Đó. Rồi công việc tiếp theo. Đấy, mình sẽ tán tất cả những cái chỗ gồ ghề này để tán ra xung quanh này nhá, để lấy chỗ đứng ban đầu ra. Đấy, cần phải tán ra các bạn ạ. Không tản ra thì mình đi lại khá là khó và rất dễ bị gặp lầy nhá. Đây, sau một thời gian cũng mất khoảng 30 phút ấy, thì mình cũng đã san được chỗ này ra, đẩy nước ra, và công việc tiếp theo là tìm chỗ đứng cho phù hợp và tiếp tục công việc san mặt bằng các bạn ạ.